Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Càng Long Mobi.com. Thì trong cái video hôm nay ấy, mình sẽ lưu ý các bạn một số vấn đề khi sử dụng Music Server nhé. Thì trước khi vào video mới, các bạn dành ra 10 giây để like và subscribe kênh của mình nhé. Kênh của mình thường xuyên review các sản phẩm về đắc nghe nhạc, Music Server và bộ lọc nguồn điện sạch. Thì hôm nay mình muốn lưu ý các bạn ba cái vấn đề cơ bản trong việc sử dụng Music Server. Thì như bạn đã biết ấy, mình chuyên về Music Server Volumio ấy, thì mình đã tuyệt hóa cái hệ điều hành Volumio này và bán rất là nhiều Music Server cho các bạn. Nhưng mà có ba cái vấn đề chính mà nhiều người hay mắc phải. Hôm nay mình sẽ lưu ý cái với những bạn mới sử dụng Music Server những cái vấn đề này nhé. Thứ nhất là vấn đề đặt địa chỉ IP tĩnh. Đó. Đặt địa chỉ IP tĩnh nhé. Thì cái vấn đề, tìm địa chỉ IP thì mình đã có một video hướng dẫn rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ lưu ý các bạn về các vấn đề về đặt địa chỉ IP tĩnh nhé. Làm thế nào để đặt được địa chỉ IP tĩnh cho đúng? Thì tốt nhất là các bạn lên chuẩn bị sẵn một cái máy tính dù mình, máy tính xách tay cũng được hoặc máy tính bàn. Các bạn ghi cho mình ba cái thông số sau đây của máy tính ra nhé. Đây ví dụ như đây bạn nhìn thấy biểu tượng mạng đây nhé. Đó. Các bạn ấn chuột phải vào đây này. Chọn Open Network Internet Setting này. Đấy, các bạn lưu ý cho mình này. Đó. Đây. Xong các bạn vào cái phần mạng nhé. Nếu các bạn dùng mạng Wi-Fi thì bạn ấn vào Wi-Fi, còn nếu mà các bạn dùng mạng dây thì ấn vào dây nhé. Đây là mình đang dùng Wi-Fi laptop nhá. Nên là mình sẽ ấn vào Wi-Fi này. Sau bạn và ấn vào chữ trên adapter option cho mình. Đó. Ấn vào đây nhé. Nó sẽ hiện ra mạng này, các bạn có thể nhìn thấy mạng longmobi.com không? Các bạn ấn đúp vào cho mình nhá. Ấn đúp vào. Sau nó là phần detail. Đó. Ở đây nó có toàn bộ các thông số mạng của các bạn, thì các bạn nhớ cho mình ba cái thông số chính ở đây. Để mình cho ra một cái giấy nhớ khác này. Đó. Thì cái thông số đầu tiên các bạn nhìn cái IPv4 address này, 192.168.1.54 nhé. Thì các bạn đánh đây cho mình 192.168.1.54 này. Cái thông số thứ hai nhé. Thông số thứ hai này. Sorry, vừa hát xì. Thông số thứ hai bạn cần nhớ là thông số IPv4 subnet max. Các bạn nhìn thấy 255.255.255.0 nhé. Đó. Các bạn nhìn này. 255.255.255.0 các bạn nhớ ra cho mình cái thông số này. Thông số thứ ba là thông số IPv4 default gateway 192.168.1.1. Đó. Đó. Các bạn nhớ giúp mình ba thông số này nhé. Chỉ cần đặt sai một trong ba thông số này là các bạn sẽ không vào được Music Server nữa. Nhớ giúp mình ba thông số này mình vừa lấy đấy. Thì đầu tiên là cái thông số đầu tiên các bạn nhé. Hai cái thông số dưới này các bạn giữ nguyên, không thay đổi một chút gì nhé. Hai cái này là giữ nguyên này. Hai cái thông số dưới này giữ nguyên, không cần phải thay đổi gì, chỉ có thông số trên đầu tiên thôi. Thông số đầu tiên các bạn đổi cho mình ba cái hai ký tự cuối này nhé. Các bạn có thể đặt ở đây nó là 90 này hoặc là 150, chỉ cần dưới 255 là được. Đó, các bạn ví dụ như đây mình đặt 88 ấy. Đó, mình để này nhé, tại vì cái địa chỉ IP này là địa chỉ của mỗi một thiết bị nó lại là một khác nhau. Đó, không được trùng với thiết bị nào cả. Nên là lúc đấy ở máy tính laptop của mình nó là 54 rồi, thì bây giờ mình phải đặt một cái số khác, số 54 đi. Lưu ý là chỉ khác số cuối này thôi nhé, các phần đầu giống nhau nhé. Đó. Các bạn thay cho mình một số bất kỳ ở đây. Dưới 255 nhé. Tối đa là 255. Đấy. Tối đa là 255 là như nào? Tối đa này. Đấy, tối đa là như này, nhưng các bạn chỉ đặt ở cho xung quanh dưới 100 cho mình là được. Đó, đây, ok. Đó, đây là các bạn đã có được một cái thông số địa chỉ IP rất là rõ ràng rồi. Đó. Sau đó các bạn vào đây này. Chế độ mạng có dây các bạn nhìn chưa? Tắt. Bây giờ nhé. Mình 192 này. 168.1.88 như lúc đấy mình đặt, hoặc là 80 giống đây cũng được. Bạn có thể đặt 88 là 80 đây nhé. Giống cái địa chỉ IP mà bạn tìm được thì càng tốt. Đây mình đặt 80 nha. Đó. Đây, ví dụ đây sửa lại thành 80 này. Đó. 80 nhá. 255.255.255.0 đúng rồi đúng không?
đây 192.168.1.1 đó, các bạn lưu lại tiếp tục đó. Đó là xong bước đặt địa chỉ IP tĩnh nhé. Cái này là rất nhiều người mua về nhưng mà đặt địa chỉ IP tĩnh bị sai, thế là không vào được mũi server nữa đó. Mình đã đặt xong địa chỉ mũi server đúng không? Đây bây giờ mình sẽ khởi động lại cho bạn xem để xem có vào được nữa không nhé. Này. Đây nhá, mình đánh địa chỉ IP nhá. Đó. Các bạn thấy không? Đặt địa chỉ IP tĩnh đúng ấy thì vào music server lúc nào cũng được, nhưng mà nếu mà đặt sai một thông số thôi, đặt sai một thông số thôi là không bao giờ vào được music server nữa. Đó, các bạn nhìn này. Đó, IP tĩnh này 192.168.1.80. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Đây là cái phần lưu ý đầu tiên mà nhiều người hay đặt sai nhất. Thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn cần nhất thiết là phải có một cái máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay nhé, để tìm ba cái thông số mạng cho mình: IPv4 address này, IPv4 subnet này và IPv4 default gateway. Đó, ok chưa? Đây 1 2 3, phải có ba thông số này thì các bạn mới đặt được địa chỉ IP tĩnh đúng nhé. Ok, đó là phần đầu tiên. Cái phần thứ hai mình muốn nhấn mạnh với các bạn ấy, đó là cách chơi nhạc. Đó. Thì như bạn nhìn thấy đây, mình đang chơi bài nhạc Lạc Trôi của Sơn Tùng đúng không? Đây là chơi trên YouTube. Đó. Thì trước khi chơi, ví dụ trước khi chơi một album nhạc nào nhé, các bạn phải xóa hết. Xóa hết các bài đang chơi đi, thì các bạn mới chơi được cái bài tiếp theo theo đúng ý mình. Có nghĩa là như thế nào? Nếu mà các bạn đang chơi cái bài Sơn Tùng kia mà bạn muốn chơi một tiếp bài này này thì nó sẽ không tự động nhảy bài đâu các bạn. Nó sẽ không tự động nhảy bài nhé, mà để chơi được các bài tiếp theo bạn đến này, đầu tiên bạn muốn nghe bài này nhé. Đó, nó hiện đây rồi. Bạn muốn chơi tiếp theo đó là bài này thì các bạn phải ấn vào thêm vào hàng đợi. Đó, cứ thêm vào hàng đợi như này là nó sẽ chạy tuần tự. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, thêm vào hàng đợi nó sẽ chạy thứ tự từ trên xuống dưới này. Nhưng sự có một vấn đề đó xảy ra, nếu các bạn cứ để như này mà tắt máy đi, cứ để như này tắt máy mà hôm sau mở lên mà muốn chơi một cái list nhạc khác, mà muốn chơi một list nhạc khác nhé, ví dụ như là đây, mà bạn muốn chơi một list nhạc khác nhé mà không xóa list nhạc cũ đi thì nó sẽ không được, nó sẽ chơi lại tuần tự là từ cái list nhạc YouTube này xong mới đến list nhạc ổ cứng. Đó, các bạn hiểu vấn đề không? Có nghĩa là khi bạn muốn chơi một list nhạc mới thì bạn phải xóa hết những cái bài đang chơi đi thì các bạn mới chơi được cái bài mới theo một thứ tự của mình yêu thích, mình thích được. Đó, đây là một vấn đề mà ít người người ta để ý đến nhé. Cứ thế bấm vào chơi và hỏi tại sao nó không chơi theo đúng thứ tự, tại vì các bạn không xóa cái hàng đợi này. Hàng đợi này là thứ tự các bài hát, nó sẽ chơi thứ tự từ trên xuống dưới. Vì vậy nếu mà muốn chơi một cái list nhạc khác theo ý mình thì bạn phải xóa hết cái hàng đợi đi và thiết lập một list mới từ đầu thì nó mới chơi theo thứ tự được. Đó, đó đây, ví dụ đây, ổ cứng đây. Nếu mà mình để list nhạc như kia nhé, list nhạc như này mà mình ấn luôn chơi chơi như này, nó sẽ không chơi đúng thứ tự đâu, nó sẽ tự động đẩy xuống dưới. Đó, các bạn lưu ý nhé, nó sẽ tự động đẩy xuống dưới. Đó. Nên là khi nào muốn chơi list nhạc mới các bạn phải xóa hết list nhạc cũ đi của mình nhé. Đó. Đó là vấn đề thứ hai mà các bạn cần lưu ý khi sử dụng music server. Một vấn đề thứ ba nhé, là các bạn lưu ý là không kích vào các cái nút này nhé. Đây. Ở trong này nó có ba cái nút kiểm tra các bạn cẩn thận này. Khôi phục cài đặt gốc từ nhà máy, và thứ ba là cài vào ổ cứng ấy. Đó. Ở đây mình đang không lắp ổ cứng vào con music server này. Có ba cái nút ở dưới này, một nút nữa là cài đặt ổ cứng này, thì các bạn ấn vào một trong hai nút này, ấn kiểm tra cập nhật thì không sao. Đó, nhưng mà nếu mà ấn vào khôi phục cài đặt gốc từ nhà máy này, các bạn sẽ xóa hết tất cả các cài đặt mà cửa mình đã cài đặt. Thứ nhất là chơi nhạc từ YouTube này, thứ hai đó là ổ cứng SATA tự động khởi động cùng hệ điều hành music server. Đó, và cái thứ ba cái nút ở dưới này là cài đặt hệ điều hành vào ổ cứng này. Cả ba nút này, nó hai nút này, nút này và nút ở dưới này, nó sẽ khiến cho máy của bạn không hoạt động được. Đó, có cái hoạt động lên nhưng mà sẽ không chơi được YouTube, ổ cứng không nhận nữa.
Đó. Và nếu mà ấn vào cái nút mà ở dưới này là cài đặt vào ổ cứng ấy, thì nó sẽ xóa hết dữ liệu ổ cứng và nó ghi hệ điều hành lên cái ổ khởi động. Nó khiến cho cái ổ cứng nhạc của bạn sẽ mất hết luôn. Nên các bạn lưu ý dùng mình nhé, đó là không ấn vào ba nút ở khu vực này. Khu vực hệ thống này là không, tuyệt đối là không ấn nút nào cả. Dùng mình là tốt nhất. Đó. Để tránh các bạn, trường hợp các bạn không chạy được nữa mà phải gửi lại cho mình để cài đặt. Tại vì những cái đua này mình buộc phải cài đặt tại cửa hàng, mình không cài đặt từ xa được, tại vì nó chứa rất nhiều dòng lệnh mà mình không muốn bị lộ ra ngoài. Đó, các bạn thông cảm từ mình vấn đề đấy nhé. Đó, trên đây là ba cái vấn đề mình muốn nhấn mạnh với các bạn khi sử dụng music server. Thứ nhất là vấn đề đặt địa chỉ IP tính, cách tìm địa chỉ IP tính cho đúng. Đó, vấn đề thứ hai đó là chơi nhạc theo thứ tự đúng theo ý của mình. Và vấn đề thứ ba đó là ba cái nút khiến cho hệ thống không hoạt động, đó là cái nút khôi phục cài đặt gốc và nút cài đặt vào ổ cứng. Đó, thì đây là video cảnh báo các bạn ba cái vấn đề mà các bạn sẽ phải gặp phải. Các bạn lưu ý là cái music server đấy nó chạy rất là mượt mà ổn định, nha, các bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì về nó để lâu nó nặng hay như nào cả, nó hoạt động rất là nhẹ nhàng. Thì đây mình sẽ chứng minh cho bạn xem nhé. Đây là cái plugin xem thông số hệ thống này. Đó. Đây nha, các bạn lưu ý nha, là ngay cả khi nó loát chơi nhạc đến mức tối đa thì cái overload loát này đó là cái phần trăm nó gọi là cái gì nhỉ? Nó gọi là phần trăm sử dụng chip của cái music server. Đó, nếu mà chip loát 100% thì máy nó sẽ rất là nóng và nặng, nhưng mà với cái hệ điều hành music server này, volume mill này thì nó sẽ loát dưới 5%. Đây, các bạn nhìn thấy đây nhá, nó chạy bình thường chỉ có 3% là quá nhẹ nhàng rồi. Không bao giờ nó vượt đến 10%, mình đã thử và chưa giờ thấy nó vượt qua 10%. Còn đây là của máy tính nhé, các bạn nhìn này. CPU của mình loát này 100% này. Đó. Cái CPU loát này thể hiện nào, đó là cái khả năng làm việc của cái máy. Nếu mà 100% này là máy đó đang làm việc rất là nặng, tại vì mình đang quay video và ghi trực tiếp lên ghi hình video này mà, nên nó máy sẽ lo hoạt động rất là nặng. Đó, còn cái volume này thì nó rất là nhẹ nhàng. Đây, ngay cả kể mình chơi nhạc các bạn xem, nó cũng không bao giờ đến 10% luôn. Đó, thì nó hoạt động nhẹ nhàng lên như này nên là chip nó sẽ sản sinh rất rất ít nhiệt. Rất ít nhiệt nhé. Mình đã thử cho nó chạy 16 tiếng và với tản nhiệt quạt nhé, thì nhiệt độ nó chưa vượt quá 35 độ C. Còn với tản nhiệt khí thì nhiệt độ nó là 50 độ C. Nó tản nhiệt không có quạt thì nhiệt độ chip lên 50 độ C. Nhưng mà không bao giờ nó loát lên đến 10% cả. Đó. Đó. Đây, ví dụ đang chơi nhạc đây các bạn nhìn này. Đó, 5% nó còn loát không thèm đến 10% cả. Đó. Ở dưới này nó chưa thể nhiệt độ, nhưng mà nhiệt độ mình đo bằng nhiệt kế điện tử ấy, thì nhiệt độ với tản nhiệt có quạt nhé, thì là 35 độ C là cao nhất. Còn nếu với tản nhiệt không có quạt như con PIMIO mình dùng thì nhiệt độ nó lên đến 50 độ C là cao nhất. Đó, còn không cao hơn được. Còn đây với máy tính này các bạn nhìn này, máy tính nó hoạt động CPU đến 99%. Nó nếu mà có quạt thì nhiệt độ nó sẽ về khoảng độ 40 45 độ C. Đó, còn nếu mà không có quạt thì nó có thể lên đến 60 70 độ C. Đó, đấy là với điều kiện nó loát 100% nhé, chứ còn nó loát 5% này thì chưa bao giờ làm khó được cái con i3 này cả. À, cảm tưởng như là cái con i3 này nó là dùng gà giết dao mổ trâu ấy. Giết gà bằng dao mổ trâu ấy. Đó, hiểu, con này là một cái con dao bầu, còn 5% này chỉ như một con gà thôi. Đó, nên nhiệt độ các bạn thoải mái có thể dùng tản nhiệt quạt hoặc tản nhiệt khí thì bình thường không vấn đề gì cả, tại vì chip nó rất là mát, không vấn đề gì. Đó, ok, thì mình xin kết thúc cái video này tại đây. Các bạn thấy video mình hay, like và subscribe kênh của mình nhé. Nhớ nhớ theo dõi kênh của mình thường xuyên và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.